tuổi mà dùng chi sớm vậy trời. Dạ đúng rồi. Trời mà chỉ có giá đồng một thôi mà vừa có hỗ trợ các bẩm mà vừa có hỗ trợ đằng hỗ trợ sáng. Thôi 20 liều cuối cùng. 20 liều thôi. 20 liều thôi. Tại vì xin được có mấy chai à. 20 liều. Rồi ok nhanh chóng đi vô. Đúng. 20 liều. Có đúng. 20 liều. Nhưng trước khi sử dụng thì nhớ tẩy tế bào mụn. Đúng rồi, tẩy tế bào mụn. Tại vì cái nào cũng vậy hết trơn á, tẩy tế bào mụn là mình nên dùng hàng hàng tuần luôn á thiệt sự. Khi mà mình dùng cái kem này nó mới thẩm thấu rồi kia nọ vô. Đó, là cái em này được tặng các chị nha. Cái em nhỏ này được tặng nha. Chính điều đó là chị Viên ơi. Ủa chị Ngọc. Chính điều. Cuối cùng thôi nha anh chị, nhà mình đã tranh thủ nha. Sao còn quậy được nữa không chị? Quậy. Ủa sao quậy nữa? Quậy nữa, tại vì tôi muốn có cái tiếp nữa. Thêm nữa hả chị? Thêm nữa hả chị? Ok là phải không, bây giờ chỉ còn có 9 điều thôi. Bây giờ hết đi. Bây giờ có cho nữa hay không thì chưa biết. 9 điều cuối nha mọi người. Đúng rồi. Rồi qua tiếp thì mang cái này nha. Vẫn để trong giỏ hàng cho mọi người nha. Rồi 20 điều. Chai này là mình dùng được ngày hay đêm. Thì cái em này á thì hiện tại thì cái em này trong cái em này chưa có chống nắng. Nên là mấy chị có thể là dùng ban ngày ban đêm cũng được, nhưng mà mấy chị dùng thêm cái chống nắng vô. Ví dụ chừng ban ngày thì mấy chị tha thêm chống nắng. Tại vì cái em này là hỗ trợ mấy cái kia thôi, nhưng mà không có hỗ trợ chống nắng. Ví dụ mà thêm chống nắng thì mấy chị dùng những cái màu vàng đồng hoặc là một cái vàng vàng đậm đó. Mã ba đó chị yêu. Đúng rồi, mã ba thì cái em đó sẽ có chống nắng hơn, còn cái em này sẽ không có chống nắng đó chị ha. Đó cho nên là mình và đang quan tâm á là phải chốt đơn liền tay luôn nha, và trong này nó sẽ có hỗ trợ cấp ẩm cũng đúng như rồi. Là có những cái để mà hỗ trợ cho mình làm sáng da nữa, nên là chị ơi yên tâm nha. Đó, sử dụng ban đêm là vô tư luôn. Rồi tranh thủ chốt đơn liền tay nè. Sữa tắm nha em, là một lát nữa sẽ qua sữa có ăn được nha. Không nếu mà em muốn đi gặp ông bà em nhớ ông bà em thì em cứ ăn ha gái hả? Dạ có sữa tắm luôn nha chị ơi, có sữa tắm. Đối với lại em này thì có hỗ trợ dưỡng trắng cho mình luôn. Nếu mà em muốn mà kiểu như một tháng mà về gặp gia đình hai lần, hoặc là một năm về gặp mười mấy lần đó, thì em có thể ăn mấy lần mười mấy lần đó một tháng nào. Một năm được mà, tính ra một năm thì một tháng về một lần đó. À, về hoặc mình về 15 16 đồ này, hoặc là rằm đồ này kia hết cơ. Thì mình cứ ăn giùm chị ha. Một hũ xài bao lâu? Một hũ thì hỏi cho chị chứ hỏi có ăn không? Trời đất ơi. Bỏ ví dụ mà muốn về mùng 1, mùng 2 Tết rồi thì cứ cũng được. Một hũ nó xài bao lâu ạ? Dạ thì em này sẽ xài, nếu mà mình xài là đúng là lộ trình là gọi là 2 đến 3 lần trong tuần á, thì sẽ đâu đó là 3 đến 4 tháng. Ở đâu nha? Lâu dài luôn nha. Ế này nhiều mà. Nhiều không? Nhiều. Quá trời luôn. Có khi là mọi người xài còn lâu hơn đấy. Mọi người rất là nhiều nha mọi người. Rồi dạ, bây giờ qua tiếp tục là nét. Tới diễn nét nha. Tới giờ cái nách chua của chị đi. Chị ưng tại biết sao không? Chị là chị để cái nách chua từ chị vô đến giờ để chị tâm huyết với cái em này. Bé này nãy giờ không có đúng chính xác. Có ăn hèn chi nhỏ đâu có dám nói chuyện, tại đúng vì nói chuyện là phải thở lấy hơi đúng không chị? Cái nín quá trời luôn đâu có dám thở. Đây đây từ hồi chiều đến giờ chị để cái nách chua 3 ngày rồi biết cưng ơi, không phải từ chiều đến giờ đâu, ba ngày đó chị. Để chị té đó cưng ơi. Đó đó em ơi, trời ơi còn phải nói gì còn nữa, còn nói cái mùi sao chị ơi. Dạ rồi, chị em này sẽ có cho mình là 2 kg màu, là màu hồng và màu thơm cam nha. Thơm dịu. Dạ đúng rồi. Thì cái em màu hồng á, cái em màu hồng như thế này nè sẽ hỗ trợ. Ví dụ mình kiểu sao bà muốn nói gì mà nói lớn lên, ở đây không có không mang không bắt đầu lên cái tiếp trước không thì nói lên cái tiếp. Trời ơi cái gì đâu mà cái gì mà đọc tên nhãn hàng người ta lấy hồng lấy hơi lên thở là khó rồi, khó rồi. Bà còn đố tôi nữa bà. Lên cái tiếp cho mọi người, tiếp dưỡng cho mọi người trước nha. Chơi xác luôn. Nói chung là mình giúp em là hai màu thì sẽ có, đối với lại em màu hồng như thế này là sẽ có 3% niacinamide và kết hợp với lại collagen trong này để mà hỗ trợ cho mình, là ví dụ mà mình hay bị nhăn nhăn á. Dạ nhăn nhăn một xíu ở vùng cánh á chị mình ơi, thì sử dụng em này giúp em nha. Đó nhăn nhăn là nó bị xếp ly. Cái nách bị xếp ly không có được lén mình. Đúng rồi, là nó bị cầu quẩn là cái nách bị chao, bị chao. Mình nói đúng rồi, mình phải diễn tả những cái nách để cho người ta hình dung ra được cái nách bị chao đúng không. Bị cái nách, những ai mà bị xếp ly, bị chao, bị cầu quẩn thì mình dùng cái em này đó mấy chị ha. Rồi cái em này là đúng là có 3% niacinamide thì dành làm cho nhờ cái vùng nách của mình nó sẽ tấn lên đó mấy chị ha. Đó nè, sáng cũng chưa. Đó, nó có niacinamide, nó có vitamin C, vitamin E rồi kia nọ đó mấy chị. Dạ đúng rồi, vitamin E và C để mà hỗ trợ gọi là khi mà chị dùng cái này thì là cái nách của mình. Nói cái từ đó không có được, nó nước miếng liền. Thì cầu không nước miếng đi lợi ơi. Nó sẽ giúp cho cái nách của mấy chị nhấn đến. Đó. Dạ chính xác luôn, và hiện tại bây giờ chỉ có mức giá là 171k thôi. Tạm bên Hằng có tặng lỗ một gì nữa không? Thì mình làm một cái gì đó đi rồi xong vô tặng nữa. Cái này có quà không chị ơi? Có quà luôn. Có quà, tặng quà cho tôi đi. Đó là quà cho tôi. Hộp bóng tẩy trang như thế này. Wow. Ừ, vậy là đầu lại anh chị nào mua combo 2 chai sữa dưỡng tặng kèm 1 chai nước tẩy trang, có cái combo này nó ok. Quá đúng không? Ok không? Hồi nãy giờ không nói người ta không biết đó. Bây giờ mới nói. Là bây giờ mình mua 1 chai mình cũng được tặng bóng tẩy trang đúng không? 1 chai được tặng chiều. Mã combo. Là combo luôn. Là mọi người có
có nghĩa là mình mua combo thì mình sẽ được tặng một cái em nước là bông tẩy trang giống vậy nha. Đó, đây là tranh thủ chút đâu liền nha, là có quà luôn nha. Thấy chưa, cái bà mà Khanh Ngọc thấy không, bà nói là bà ấy lắm kìa, bà nói là ấy lắm á chị. Đúng là chị rất là ấy luôn, tôi không có đọc được ấy lắm chị ơi, ấy thật nha. Không có bị trao, không có bị trao, không có bị quên. Dạ, mà cái combo này tính ra là vừa làm sáng hỗ trợ trừ luôn á chị, trừ luôn. Con nhỏ này từ nhìn nãy giờ bị lỗi nha, là nó đọc tầm bậy tầm bạ, rồi nó muốn là cái kênh của tôi là đi lên đường nè nha, lên đường rồi lên nó đường. Đọc sai tên tôi nha, tôi đề nghị là trừ lương của nó qua tôi. Tôi nói thiệt á. Dạ. À, lương của anh Tiến Lực cũng vậy, qua rồi bà Minh Hằng cũng vậy nha, chị Hương Giang cũng qua tôi luôn. Để qua đây quá rồi. Anh Tu Liver rồi đó, là Tu Liver tôi... Liver chị. Đó, nhiều anh chị nó đang xài rất là mê, thấy chưa, đang dạ. Xài ok đó, nói chung là cái bà đô này bảo quốc dân mà trời. Dạ, đúng bà rồi. Cái bà đô này quốc dân mà còn nói gì nữa. Đi giùm tôi, đét đi, đét đi đây đó bà, mà có cái đầu này nè mọi người, mọi người chay giùm tôi luôn. Dạ dạ vâng, đi lái cho quay đúng không, mình chay giùm em vậy nè mọi người, chay luôn và rất là dễ tan thấm đều nha, không có bị cảm giác mà rít rít ở vùng dưới cánh cho mình luôn nha anh chị nhà mình nha. Trời, tao nói cái nách mà nó rít thì nó thêm mùa không, đúng rồi, nó không có tạo những cái vệt trắng vệt trắng hay là mình cảm thấy là khó chịu, và rất là nhanh chóng luôn, được gọi là hỗ trợ làm tan ra rất là nhanh chóng luôn nha anh chị nhà mình nha. Đây thì đối với lại cái chai màu hồng á, không thì sẽ hỗ trợ em không hiểu, không hiểu, em vô nói tiếng Thái này. Sao em xài bà, anh thích phở không hành nè, anh ơi em cũng thích phở không hành đó, cho nên mình nói chỉ nha, tình cảm xíu tình yêu. Mình xài xong mình bị thêm thì mình có thể là sao nữa, mình có thể là mình coi cái quần áo của mình có bị đúng không, nó bị ấy đó. Đây tester giùm em nữa bà, coi cái đầu nữa đó, thì cái đầu này mà quện như vậy mà mấy bà có phải dùng tay bà thoa nha, mấy bà quện vậy là ok nè, bởi vì sao, cái tay bà thoa xong sau bà skin care đúng không, quện như 10 điểm nha. 2 chai 162k giùm em, combo nào hỗ trợ về ông trắng, ông trắng nào dạ không, thì hiện tại nếu mà mình về làm trắng thì mình sẽ dùng em màu hồng. Về hỗ trợ là trắng thì mình dùng giúp em cái em này nha. Còn đối với lại cái em mà màu thổ cam này nè, đó thì sẽ là hỗ trợ giảm là tình trạng thâm đất đều màu da hơn cho anh chị cho mình. Đúng rồi bà Trần Ca ơi, nếu mà bà xài trong cái quá trình bà tẩy da ngủm nè, bà xài thêm dưỡng nè, thì bà nhớ bận mấy cái bộ đồ nó đừng có sát cái cánh của bà quá, mà cả nó cũng thêm nữa nha bà, cho nên là bà bận cái đồ nó thoải mái một xíu giùm tôi nha, yêu nha. Dạ đúng rồi. Dạ. Là có chai lẻ rồi đúng không chị? Mã 13 là chai màu hồng giùm em nè mọi người, chai màu hồng mã 13. Mã 14 giùm em là chai này. Còn mã 15 là 2 chai giùm em như tình yêu nha. Rồi cho nên lên đơn giùm em đi để tí nữa hả? Chị Viên có trừ luôn, tôi bây giờ tôi bán hàng tôi cộng lại nè mọi người ơi. Đó và mã nào cũng đang có quà luôn anh chị ơi. Đều có cho mình là bông tẩy trang tặng kèm về luôn nha. Nên là bao lâu dùng được? Dạ dùng bao dùng được nha. Đang có baby thì dùng được không? Đối với lại em này á thì mình có thể là, tại vì cái trường hợp này á thì mình có thể là tham khảo thêm, tại vì không biết là mình có đang nói chung là đang bé nè, cái thành phần mà nhi e này nè, nó khuyến khích cái này nó 3%, rồi tôi khuyến khích là bà nên xong thêm. Bà nên xong thì bà mới dùng nha bà yêu nha, nha bà nên xong thì bà mới dùng giùm tôi nha tình yêu nha. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người, và điều này trong giỏ hàng phải có cho em, đó chính là một cái gì đây ạ, combo 2 sẽ đi kèm cho mọi người thêm một bông tẩy trang nữa đúng không, một hộp bông tẩy trang luôn, quá rẻ luôn, tay luôn mà chỉ có mức giá đồng 1 thôi, nói chung là giảm từ đồng 2 về đồng 1 cho mọi người luôn, và mọi người sẽ được có dùng cho mình là từ mã hiện tại đang có cho mình là từ mã 13 đến mã 13 đến mã 15. Thì ví dụ mà gọi là mix sai loại á thì sẽ có cho mình là mã 15 nha, còn mã 13, 14 hả? Mã đang ghim luôn đúng rồi, dạ, mã đang ghim luôn. Mã đang ghim luôn. Còn nếu mà gọi là một màu thôi đó thì sẽ giúp em là chốt mã 13, 14 và đều đang có quà, là tranh thủ chốt đơn liền tay ha. Chốt đơn. Rồi cho nên là bà nào ở trong phiên live còn hỗ trợ thì nhanh chóng mình lên đơn giùm em và chuẩn bị có mini game nha mọi người nha. Dạ. Mini game nha mọi người. Đối với lại em màu hồng á, đối với em màu hồng trong này sẽ có 3%. Rồi, bây giờ tiếp tục chị Trường, tiếp đi chị Vi. 3% niacinamide trong này cùng với lại collagen để mà đi cho đã. Đi lái cái từ tục diêu. Khuôn mặt tiền tỷ mà đi ra. Tiếp thôi và cái tiếp với cái chai lăn nó khác gì nhau. Thì là cái tiếp đó là họ nó giống như là một cái dạng mà dạng sữa mà giúp cho mình cái bờ nách của mình nó không có còn cái kiểu như là nó cầu quện nó xếp ly á chị, nó không có bị mà bị treo, bị treo, cái màu nó không có tối mà nó giúp cho mình cái bờ nách của mình là trắng á chị, em không có nói được cái từ đó, tội tức ghê đó nha mấy chị nha. Dạ. Rồi còn cái này thì sẽ là lăn về mùi nha mọi người nhé, lăn dạng lăn giùm em nha mọi người. Dạ đúng rồi, cái này dạng lăn, nói chung là mình sẽ kết hợp cả hai giúp em, giống như là cái này là một lớp kem dưỡng, cái này mình sẽ bôi trước nè, sau đó là mình sẽ có thể là hỗ trợ cái này để mà gọi là giống như một lớp kem để khóa lại đó. Thì anh chị mình có thể là chốt đơn ha, và hiện tại anh thấy có anh chị là không có thấy tẩy trang. Gì làm gì sợ vậy?
không có thấy bông thảy trang thì anh chị ơi giúp em đổi thành cái gì, bởi vì em đang thấy là có phần quà hiển thị không đồng trong giỏ hàng nha. Brand có thêm mini game với chị. Tại wow. Sao hỏi bán hàng ông Minh Thằng cho cái lọ băng chuyền. Minh Thằng cho cái lọ băng chuyền nghiệp rồi đó. Rồi chuẩn bị có mini game, mọi người quan tâm mini game mini game mini game mini game nữa hả? Bây giờ mình bán tiếp hay là mini game? Mình cơm mình một cái gì mini game. Mini game thì cơm mình mini game nha. À chút đâu chút. Vậy là phải có đơn mới chơi đúng không? Ok mọi người ơi, tranh thủ nha, chút đâu liền tay và chút đâu thành công. Vậy quay lại comment liền là đã mua đi. 3 phút nữa đó. Đi chị Vy. Được không? Nữa đúng không? Ok. 9 giờ rưỡi kìa, bà kêu quá là lúc 9 giờ rưỡi sẽ có mini game, 9 giờ rưỡi sẽ có mini game. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái em này hả? Qua đi mọi người, hai vòng qua em đi. Qua lăn nha mọi người. Lăn đi, cho cái lăn đi. Dạ đây rồi, đây là cái em lăn này nè mấy chị ơi. Thôi em đợi từ 3 ngày trước tới giờ đó. Trời ơi, chị ơi, em nói thiệt cho mấy chị nha, cái mùi giống như cái mùi sữa. Rất là dễ chịu. Dịu dàng. Mấy em mà hồi nãy mà, mấy em hồi nãy là nói là đi học mà dùng được không? Chị nghĩ là mấy em nên dùng cái này. Cô tư luôn. Ừ, tại vì sao thì nó sẽ không có bị gì mà gọi là gì. Vàng, cái dạ, nó đúng rồi, không vàng, có ngay ra mình chạy cổ vàng. Cái mùi thơm dễ chịu, mùi thơm mà thơm sữa nó không có bị nồng quá. Đó, nó đã vậy nó làm cho mình được cái nách màu cỡ này. Hỗ trợ cái màu đất cỡ này. Đó, không có nói được cái từ đó. Hỗ trợ cái màu đất cỡ đó nha mấy chị nha. Dạ. Mini game. Dạ, chị đợt này không có tẩy tế bào ngủm mắt ca hả chị? Thì hiện tại trong giỏ hàng chỉ có ba màu này nha chị nha. Thật ra thì em nó cũng sẽ phù hợp thôi. Nếu mà anh chị cho mình da nhạy cảm thì chọn cho em cái dạng hoa hồng nha. Còn nếu mà da của mình mà đang muốn là làm như thế này, làm là bừng lên như thế này, nó sẽ bừng lên da cái màu bừng lên hả? Thì đúng rồi, bừng cái màu như này độ nha. Dạ, còn cái em mà chị Viên BB rất là thích luôn, đó là cái em đường nâu cùng với lại dừa đó. Cái mùi đó rất là dễ luôn, rất là dễ chịu, ngọt ngào đó. Ngọt ngào ở trong đó luôn chị nhà mình nha, đây là ngọt ngào thì sao à? Chốt đó. Ngọt mấy cũng tốt. Sai thật mấy. Mấy cũng tốt mà đơ. Sai rồi. Combo 1 tặng 1 thì cả giả. Cái này là mua là combo 129k là giá 200 luôn rồi chị nhà mình ơi. 129k là giá 200 và có tặng quà luôn nha. Đang có cho mình là một hộp bông tẩy trang như thế này về tay luôn. Bông tẩy trang chị ơi, có nghĩa là mình mua cái này là mua một chai cũng được tặng bông tẩy trang hay sao? Mua combo 2 chai sẽ được tặng một cái em hộp tẩy trang như thế này. Cái nước này là để ăn yến hay sao? Nước yến chân trong đây hả? Hay sao vậy? Sẵn. Đó. Ăn yến hoài gì trời với mẹ. Dạ. Rồi tính ra là combo 2 chai giá đồng 1 triệu. Nên là mọi người tặng lòng chuyện hả má? Đó. Rồi em mua này, cảm ơn Ái Lê, cảm ơn Ái Lê. Tranh thủ mọi người ơi, đúng 6 phút nữa có mini game, 6 phút nữa có mini game. Ê, mua cái gì mà tặng cái ly vậy? Mini game tí nữa đi chị. À vậy đó hả? Mini game tối nay chị. Dễ thương quá mấy bà ơi. Cầm nhá hàng cho mấy bà cái đi. Dạ nhá cho mọi người. Cầm nhá hàng đi. Rồi. Cầm nhá hàng cho mấy bà. Cái cương nè mấy bà ơi. Tặng cái ly dễ thương quá nè. Thấy cái chữ vậy mọi người. Trời ơi mấy bà ơi. Đây một hồi nữa sẽ được tặng cái ly này nha. Còn cái ly này là của tôi. Cảm ơn mấy bà ha. Cảm ơn ạ. Trời đó mấy bà ơi, mini game nha. Chị ơi. So sánh với lăn đi ạ. Ba này. So sánh tiếp với lăn. Tuyết để dưỡng, lăn để khử. Dạ đúng rồi. Xong nha. Đó. Người đó khử người nè và dưỡng. Có nghĩa là dưỡng cái nách mình lâu dài mấy chị ha. Dưỡng còn lăn là nó giúp cho mình khử mùi tạm thời. Đúng. Và đặc biệt là hai cái này được một cái là nó làm cho mình nứng nướng là thương đi nách của mình nhấn nướng đó, cho nên là mình chốt về kết hợp luôn giúp em đó và có quà luôn cho chị nhà mình giá đầu một cho combo không thôi nha anh chị nhà mình nha. Lên đơn rồi có mình xem chữ đã mua thì có mini game một cái không? Có mini game chị nha. Anh chị nào đang comment mini game là cứ quay lại chốt đơn đi rồi xong quay lại comment liền chữ đã mua nha. Đúng rồi mấy chị ơi. Bao tiền chị Thúy Nguyên hỏi là hai chai bao tiền? Dạ hai chai này á trời ơi. 190 đó chị. 190 hai chai này giá gốc là 194. Nếu không gặp mặt chị Viên. Đúng rồi, mà hôm nay là gặp em chỉ còn 121k đã rẻ rồi. Mà đã gì á còn được tặng thêm một cái hộp bông tẩy trang này nữa, có nghĩa là mấy chị mua hai cái tiếp này cũng được tặng bông tẩy trang mà mấy chị mua hai chai lăn này cũng được tặng bông tẩy trang luôn. Đó. Nên là mấy chị tranh thủ. Quà trong giỏ hàng luôn. Chốt đó. Cái tiếp thì là 162k mấy chị nha. Còn cái hai cái cho em lăn này chỉ có 121k thôi. Ừ. Thơm không chị? Trời ơi, nãy mà chưa thấy cái mặt của bà Viên hết. Mấy chị ơi, thiệt sự là cái mùi này rất là dễ chịu, cái kiểu là mùi thơm mùi sữa mấy chị. Thiệt luôn. Dạ nha, dịu nhẹ luôn nha chị nha, tha hồ luôn nha. Ôi, đã trời ơi, em cảm ơn chị Sunny, chị ở lại đây đi một hồi mình chơi mini game biết đâu mình sẽ trúng phần thưởng sao chị? Dạ, cho mình ở dạ, lại em đi. Cảm ơn chị nha. Rồi chị Thúy Quy chốt đơn. Thôi chị xin đi chốt đơn liên tục luôn. Đã mua hả? Chị ơi, có một ngày vui vẻ nhé. Em cảm ơn chị nha, em cảm ơn chị yêu của em nha. Rồi, đặt sắc mấy chị ơi. Đặt sắc liên tục luôn. Đó mấy chị ơi. Đó, hiện tại là về chỉ có đầu một thôi mà còn có quà nữa nha. Có một hộp bông, một hộp bông cái trang nữa. Tặng quà nhiều mấy chị ơi. Tính ra là mã nào nãy giờ lên cũng có quà luôn chị ơi. Mã nào lên cũng đặc sắc và mã nào cũng có quà luôn. Phải tranh thủ chút đơn nha. Nãy có một bà kêu là em ấy rồi nhưng mà vẫn có cái mùi thì bây giờ bà ơi bà thay đổi sữa tắm cho tôi phải không? Qua đưa sữa tắm cho bà nè. Sữa tắm cho tôi đi bà ơi. Đúng rồi.
Cô đi số 8 các bạn. Nhưng mà 1, 2, 1, ghim. Tặng quà cho tôi mới chịu nha. Có quà không ta? Có quà không ta? Cái chai này là tặng cái gì? Có tặng quà tôi mới chịu nha. Không có tặng quà tôi cũng chịu đâu. Ôi chị này đòi từ đầu tới giờ đòi quà hoài luôn. Đúng rồi, phải có quà. Friend ơi, alo. Tặng luôn à? Tặng cho tôi đi. Chiều riết hư, tôi chiều em riết em hư phồng. Em hư từ đầu la tới giờ luôn. Rồi có quà cho chị Viên luôn nha mọi người. Quà. Quà đâu quà tôi đâu? À. Hiện tại là cơm từ 269k là mình sẽ được mang một cái khăn to bụng như thế này. Chị Viên ơi về La Di ăn hay trả lụa với em nè chị. Trời ơi chị đang bán hàng Phương ơi. Trời ơi cái khăn này to nha. To. Ơi, tặng cái khăn to như cái khăn này chắc chốt với em là khoảng 3 hộp 90 sen á. Cái này muốn nửa người ok đúng rồi. Khăn này khăn to mấy chị nha, được tặng một cái khăn to. Trời ơi mấy chị ơi, lời nha mấy chị nha. Bình thường mua cái khăn này có 100.000 ít. Đúng. Là cái khăn giỡn á, chị sợ luôn. Không đây. Đúng rồi, cái khăn ok mấy chị nha. Khi mà mấy chị mua một chai sữa tắm 3 chai. Hóa đơn từ là 269. Dạ, đúng rồi. Cái khăn mua 3 chai, 3 hương đi. 3 chai, 3 hương. Ba hương sẽ được luôn một cái khăn như thế này hả mấy chị ha. Hiển thị trong giỏ hàng. Ba hương bất kỳ hả? Dạ. À mình sẽ được lựa chọn hương luôn cái gì? Đúng rồi. Ok. Trời ơi cảm ơn Gia Hân, em gái của chị ơi. Cái của chị. Trời 122k dạ. Giá đang hồi cho mình luôn ha chị ha. Muốn mua cái chai lăn khử mùi bấm ở đâu? Dạ chai lăn khử mùi còn trong giỏ hàng á. Dạ, số bao nhiêu với em? Hiện tại là em đang thấy là cái 16-17 cho anh chị nhà mình luôn nha. Combo 2 chai ha. Chút đâu về 16-17 nha chị nha. Dạ, có quà đi kèm luôn. Có quà cho mình luôn là một hộp bông hoa tẩy trang. Đây, còn mấy chị mà mua 3 chai sữa tắm với giá là 110 xa 269k có cái khăn. Nè nếu vâng. Mà với đơn 269k sẽ được tặng một cái khăn. Vâng. Và mình sẽ thấy phần quà hiển thị trong giỏ hàng luôn. Thấy phần quà hiển thị là chốt đơn liền tay luôn nha. Nhìn chị Viên baby luôn. Chúc mừng em hả? Chúc mừng em gái của chị hả? Rồi 129k là bạn đang chốt em nào vậy ạ? Đó thì hiện tại em đang thấy em đem chốt về giúp em ba mùi hương khác nhau luôn. Ba mùi hương đây mấy chị ơi, thiệt sự rất thơm luôn. Cảm ơn bé bơ của chị nhá. Cảm ơn bé bơ của chị nhá. Đấy mấy chị ơi. Ơi, trời bà Viên bớt xin lại được không? Tôi là tôi đê bà lắm luôn. Chắc là không bớt xin lại được bà hả? Chắc là không đổi rồi. Lên ok. Rồi cái em này ổn không? Không là mình qua đi một cái điều khác nha. Dạ đúng rồi. Giờ mình đi game phải không? Ok. Bây giờ nãy giờ chị nào mà có đơn thì comment là đã mua giùm em hoặc là đã săn giùm em. Hay là đã mua đi chị ha. Ok rồi, vậy anh chị nào mà mình đã chốt đơn thành công đúng rồi, quay lại comment đã mua. Comment đã mua giùm cho em đi, em sẽ chọn một chị bất kỳ giống như này tặng cái gì vậy? Dạ, tặng cái gì ạ? Tặng cái gì bé Kim ơi? Hai chai. Wow. Hai chai lần đó. Kem. Ôi. Cái đó nhiều chị ơi lắm. Ê, cái này ok nha. Trời hai cái kem ok vậy thì bây giờ chị ơi, nhanh chóng chốt liền giùm em đi anh chị. Có đi giùm em tao đâu nữa, không lộn mày rồi. Nhưng mà thấm nhanh không? Phải thấm nhanh không? Thấm nhanh đúng không? Nãy giờ chị đừng cái khách hàng đúng không? Đó, khách hàng bị đỉnh luôn. Đó, bây giờ sẽ chơi mini game. Chị nào mà đã có đơn thì comment đã mua giùm cho em. Nãy giờ có đơn comment đã mua giùm cho em. Em sẽ chọn một chị bất kỳ. Em sẽ tặng 2 tiếp dưỡng nách với chị nha. 2 tiếp dưỡng nách và cái em này là có là niacinamide. Nên là niacinamide thật ra là cái nách của mình sẽ nắng hết. Cái nách của mình sẽ ra màu này với chị nha. Cái nách của mình sẽ ra màu này. Và đặc biệt là cái nách của mình sẽ không bị xếp ly, không có bị tối màu và sẽ là không có bị cầu quện, không có bị chao mấy chị nha. Đó là em sẽ tặng 2 chai này cho một chị bất kỳ có đơn hàng từ nãy đến giờ. Trời ơi, gì anh chị comment đã mua, Lâm Hùng đã là mua, Phương Di đã mua. Đúng rồi, mấy chị comment đã mua liên tục cho em lên tập thể. Bao nhiêu đi chị Vi? Lên là cái mã này nó nhảy đã mua bao nhiêu? Chị còn lại lên bao nhiêu? Đã mua bao nhiêu? Tao mà nãy đã mua hả? 100 không? 200 hơn rồi, 118 rồi. 200 đi chị ơi. Có chịu đã mua đây nè chị. À, có chịu comment này là đã mua. Rồi mày đã mua bao nhiêu? Đây. Có nghĩa là đặc sắc, hiện tại cái em này đặc sắc lên 118. Đúng rồi. 118 chị đã mua. Đúng. Đó, nên là bây giờ em sẽ xin phép em tặng 2 cái em này cho chị nào comment đã mua có đơn hàng từ nãy đến giờ dùm cho em. Ôi chị ơi lên comment đã mua, comment đã mua. Trời ơi chơi mini game liền tay luôn chị ơi. Bây giờ mấy chị thả tim liên tục cho em ơi, để cho nó lên 1000 mắt đi, cho nó trọn vẹn đi, rồi xong em sẽ chọn một chị bất kỳ cho chị một chị bất kỳ, em sẽ tặng 2 cái em này ai dở hơn vậy. Rồi thả tim xe lên chuyện nữa. Nghe cái mặt mắt luôn chị ơi. Ủa sao vậy ta? Rồi bây giờ là đẩy view lên đúng 1000 view thì đây là cái em này tặng nha, tặng nha mấy chị nha, tặng 2 em này hiện tại là tặng mấy chị comment đã mua giùm em cái. Comment đã mua nha. Đúng rồi anh chị ơi, anh chị nào chốt đơn thành công ơi lại comment. Đã mua. Có đẩy view và sale stream liền giúp em nè để mà đẩy lên view 1000. Bây giờ tặng quà mà mấy bạn đi đâu vậy trời? Tặng quà mấy bạn tụt view. Bây giờ mấy bạn mới đi chốt đơn. À chắc vậy quá, chắc vậy. Đúng rồi, bây giờ mới đi chốt đơn. Chắc vậy.
Rồi cứ lên giùm em là 1000 mắt thì sẽ bắt đầu chụp màn hình nha mọi người nha. Cứ nhanh chóng lên đơn giùm em ở trong phiên livestream nha cả nhà EOS của Kem. Dạ đúng rồi, tranh thủ nha, lên công bằng liền tay nè anh chị nhà mình ơi. Lên công bằng liền tay đi. Trời ơi, tại ngày hôm nay là trợ giá mà còn có quà cho chị Mã nào nãy. Ai mới tặng quà cho tôi cảm ơn nha trời. Ai vậy ta? Comment đã mua đi mấy chị ơi. Bao giờ lên đặt sách bò bao nhiêu mà không cái chữ đã mua nó không nhiều á, để nó hiện lên là được bao nhiêu chữ đã mua đúng không? Dạ đúng rồi chị yêu, cho nên bây giờ đẩy mắt lên cho chị là 1000 ha. Đúng rồi, comment 1000 đi, 1000 đi. Đó, cho nên là chị ơi, bây giờ mình là comment đã mua đi và đẩy view lên giúp em nè. Đầu tiên là Thả Tim. Dạ em là chị Viên, cảm ơn Huy Hoàng nha. Trời ơi, cảm ơn Huy Hoàng nhiều nha. Đã mua Celestream. Ờ nhiều anh chị đã mua và Celestream. À bé Hoàng á hả? Trời chị cảm ơn bé nha. Chiêu trong thời gian lên 1000 mắt thì bây giờ là sẽ lên deal cho mọi người là tẩy da. Ok. Đó. Trước khi okay. Bây giờ là hiện tại là vẫn là mọi người comment đã mua đi để tôi tặng hai cái em này và tôi sẽ lên lại cái đơn các em tẩy tế bào ngẫm này nha. Dạ đúng rồi. Đối với lại tẩy tế bào ngẫm này hiện tại em đang có bán lẻ một combo cho chị nhà mình luôn. Ừ. Đó, ví dụ mà bán lẻ thì xinh quá. Một rồi. Khi mà mấy bạn mua một em như thế này sẽ được tặng một cái em kèm hoa sứ. Còn dạ, mấy bạn mà mua hai em sẽ được tặng một cái khăn như thế này. Và cái em là cái khăn lụa nha mấy chị nha, cái khăn lụa đó. Đẹp quá đẹp ơi. Cái khăn lụa này có thể là làm tùm lum hết trơn á mấy chị, có thể là có thể choàng cũng được, không mấy chị làm hả, khăn chùm đầu cũng được, nói chung là làm gì cũng được hết mấy chị ha. Rồi mua một hộp thì một cái kẹp hoa sứ như thích, cái khăn muốn xinh như chị Viên. Đúng rồi, sẽ đeo thì có đeo hai hũ nha mọi người, hai hũ nha. Đúng rồi. Đẩy view giùm em lên 1k view, em sẽ có thêm mini game cho mọi người, ok chưa? Ok. Bà này giúp búp bê. Cảm ơn Cẩm Vân, cảm ơn Du Hà. Cảm ơn bà này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Cái thằng ngoại rồi. Dạ, phí ship hiện tại đang hỗ trợ cho mình. Nếu mà mình gặp vấn đề phí ship cao thì đổi tài khoản liền. Bây giờ đến 3:40 sẽ chọn một bạn đi. 3:40, ok chị, em 5 phút nữa. 3:40 sẽ chọn một bạn đi. 3:40 sẽ chọn một bạn. Lộn 9:40 thì thôi ha, tự nhiên cái em má thì 3:40 là có mình em hoang mang rồi. Dạ, em xin một vé trường luôn ạ. Đây giờ bà trường luôn vậy. Anh mở nó cho em đi. Mở cho em đi. 3:40 mọi người chụp màn hình đó, mọi người tranh thủ chốt đơn giùm em. Chỉ còn có đơn trong phiên live ngày hôm nay là sẽ có quà. Đúng chính xác nha bà nha. Đi game ngày hôm nay hơi bị đỉnh nha mọi người. Hai phần quà dưỡng cái da nét nha. Đó. Rồi. Bây giờ là một comment đã mua, tôi sẽ tặng hai cái em dưỡng nách này về nha. Ngồi đi cưng ơi. Dạ. Ngồi đi em. Ok luôn nha. Và nếu mà anh chị nào mà đang quan tâm mini game này quá hồi luôn rồi thì sao? Chúc đâu liền tay, chúc đâu thành công, quay lại comment liền đã mua đi để nhà em có thể là lên mini game liền cho chị nhà mình luôn nha. Đó. Và hiện tại vẫn đang ghi liên tục cho mình lễ gì? Đối với lại tẩy tế bào ngẫm như thế này á thì đang có cho mình là ba em ha, ba loại luôn. Anh chị nào đã chốt về một hộp á giá 125k và còn có quà tặng kèm về cho chị nhà mình luôn. Đó là một gọi là kẹp hoa sứ như thế này rất là xinh xắn luôn nha. Đang có cho mình là đối với lại em hoa hồng này nè thì anh chị ơi, với là da nhạy cảm thì sử dụng em này giúp em, tại vì cái hạt nó sẽ mịn và gọi là thua hơn để mà hỗ trợ và em mua cái mùi hương rất là nhẹ nhàng thanh tính cho làn da luôn. Còn đối với lại mà cái em đường nâu kết hợp với dừa như thế này á thì anh chị nào mà mình đang có gọi là cái tình trạng da gọi là xỉn màu xíu á, xỉn màu, dạ đúng rồi, thì có thể là sử dụng em này để hỗ trợ cho mình luôn nha. Đúng, hỗ trợ rồi. Cho mình luôn. Còn đối với lại mà hương lửa thì anh chị ơi, đó, wow, nhìn rất là mê luôn. Và sau khi tẩy tế bào ngẫm thường hay gặp tình trạng là cảm thấy khô da nên nhiễm da, thì em này sau khi mình tẩy xong á thì mình gọi là mình rửa lại á, mình rửa lại là vẫn còn ẩm mịn trên da luôn. Đây nha mọi người, quá tuyệt vời luôn nha. Rồi đây là tranh thủ lên đơn giùm em nha, cứ có mua là có quà có quà. Và comment cho em là chữ đã mua nha mọi người ơi, đúng 4 phút nữa. Rồi comment liên tục giùm em chữ đã mua và share livestream giùm em nha các tình yêu. Chị Viên chụp màn hình nha, chị có nói là có cái tên mà vô cho cái điện thoại của bà Viên thôi là may mắn các bạn. Dạ đúng rồi, hiện tại là các chị mình chúc đơn thành công em này rồi thì quay lại liền comment là đã mua, comment là đã mua để mình chơi mini game liền tay luôn nha. Đã mua và share livestream mà 3 phút nữa sẽ chọn một bạn bất kỳ nha. Dạ đúng rồi, chị 3 phút nữa nha, chỉ còn lại là 3 phút nữa thôi là sẽ bắt đầu mini game rồi, nên là comment đã mua liền tay giúp em và nhớ là chúc đơn nha. Làm chúc sao có cái khăn như chị Viên. Đây, khi mà mấy bạn mua hai hũ như thế này xem, bà sẽ được tặng một cái khăn giống như tôi ha. Và cái khăn này nó đang công dụng mấy bà ơi, mấy bà có thể là mang áo sơ mi xong mấy bà cột ngay cái áo sơ mi cũng rất là dễ thương ha, áo thun cũng được. Áo thun mình cột ngay cái cổ như này, hoặc là mấy bà có thể là cột lên đây cũng xinh nha mấy bà nha. Rất là xinh luôn nha. Bị cộng hoãn á, bị ấy á. Hồi nãy quá trời tuyệt vời luôn mà không có quay lại cái đoạn đó. Đúng rồi, đây. Biến hình liền. Wow. Tàn hình. Tàn. Ôi ôi các bạn ơi, xinh yếu rồi. Nói chung là cái này mình có thể đi biển, đi đồ đều được hết trơn nha mấy chị nha. Đó, khi mà mấy chị mua hai hũ tế bào ngẫm như thế này, mấy chị sẽ được một tặng một cái khăn như em. Còn ví dụ như mà mấy chị nào mà mua một hũ thì mấy chị sẽ được tặng một cái kẹp hoa sứ. Trời ơi dễ thương mấy chị nha. 2 phút cuối cùng chị Viên ơi, 2 phút cuối cùng.
Thôi cơ mà liên tục đã mua giùm em tình yêu ơi. Phút này không có bỏ qua giùm mấy bạn. Đúng rồi. 900 rồi. Trời ơi. Có đủ kìa chị nha, comment liên tục giùm cho em đi. Tại vì em chọn một chị bất kỳ, ví dụ mình comment liên tục á, cái xác suất mình được á nó sẽ dễ hơn. Mấy chị cứ còn bị bắt giùm em đi. Dạ đúng rồi. Cho nên là cứ comment liên tục đã mua đi và nhớ là chốt đơn thành công nha. Quay lại comment đã mua liền tay luôn giúp em nè. Chuẩn bị là còn 2 phút nữa thôi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi chị ơi. Bây giờ chị đếm rồi, đã mua lên 7 rồi mọi người. Nhanh tay, phút này phải nhanh tay giùm em mọi người. Nhai. Đã mua ok, có bà cơ mình. Ôi đây tao rồi, mày đâu rồi mày, anh chữ đã là đủ chứ chị ơi. Chữ đã là đủ chưa, đủ em. Chưa, đủ chưa? Bây giờ đến 1 phút nữa đi, rồi nãy 9:40 đúng không? Nãy kêu 9:40 đúng không? Dạ đúng rồi, 40 chiều. 1 phút nữa sẽ chọn một chị bất kỳ nha. Rồi, tranh thủ luôn. Trời, rất nhiều anh chị đang comment luôn. Ba cái khăn dễ thương lắm chị ơi, thiệt luôn á. Chốt liền 2 hũ đi anh chị ơi, chốt liền 2 hũ về xài là có luôn cái quà tặng, cái khăn xinh đẹp giống như là chị Viên ơi, BB đang gọi là thôi. Rất là nhiều cái công dụng khác nhau luôn á. Đúng rồi mấy chị. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Hồi xưa mình đang đứng trời. Sao đây nhiều em tông màu hồng rất là xinh xắn luôn rồi. Diệu Kha. Wow, yêu quá. Rồi chỉ còn 1 phút nữa thôi, chỉ còn vài giây nữa thôi nha anh chị mình nha. Nên là chốt đơn thành công. Comment chữ đã là chưa được nha. Mình coi lại comment đã mua nha, comment đã mua là cái em này đã quá mà cho mình chữ đã đó bà. Đã rồi, cái đã quá đã đi. Đúng rồi, đã quá rồi đó. Đã quá. Rồi chuẩn bị chụp màn hình cho mọi người. Ở đầu ngay có bao lâu chị em đang còn gấp hả? Trời ơi, bà xanh mình bà muốn xài liền sáng nay hay gì á. Nếu mà ở Đồng Nai thì gỡ cho em 2 ngày nha mấy chị ha. Tại vì nếu mà xét đơn xong rồi ngày mai mấy anh chị lên đơn rồi xong ngày hôm kia mới vận chuyển. Nếu mà cứ thương ra cỡ 3 ngày đi. Thật sự nếu mà thương ra cỡ 3 ngày giùm cho em đi mấy chị. Tại vì lên đơn rồi này kia cái nọ nữa. Rồi, chị ơi, chụp màn hình nữa cho em. Bây giờ đến 5 giây chị Viên chụp màn hình nha. 5, 4, 3, 2, 1. Đấy mấy chị ơi, một hồi em sẽ lên một cái điều dưỡng da lại mấy chị nha. Đây em sẽ chọn bất kỳ. Em sẽ chọn một chị bất kỳ. Ôi trời ơi, cái gì đó? Không phải, hiểu lầm cái chị bấm lỗi. Ừ, cái này cái tính của em cái chị ơi. Dạ. Thế rồi giờ lại. Em ra chị. Rồi, đó. À, nơi chứa nhiều người, nhiều nỗi buồn. Nơi chứa nhiều nỗi buồn. Nhưng mà bạn này có đơn hàng có thì đơn, mới tính nha. Dạ, có đơn hàng mới tính nha. Trời ơi, thấy không follow, không đang follow, còn không follow bạn. Trời ơi. Trời ơi. Không có follow bạn. Là chị có follow lại không vậy? Hình như là tôi không follow người ta. Cái gì gạch nó của người ta mà. Gì hả? Phải gặp của bà vậy? Đấy là tôi phải follow người ta chứ. Không, người ta không có follow bà. Không follow thôi. Bà follow liền nha bà ơi. Bà follow liền hả? Đó. Bà chị ơi, quay lại comment chữ gì thì được hả chị ơi? Comment đã đi. Ơ lộn, đừng đã nữa. Chào. Comment giúp em này. Nếu mà bạn đó có trong livestream này comment chào giùm tôi đi. Rồi bạn ơi, bạn có trong livestream không? Comment là chào. Follow rồi đâu, follow đâu. À chào chào. Quay tính không? Chào. Follow được chịu. Uy tín. Bây giờ mới follow đó má, tặng quà xong người ta hủy follow. Hiểu vậy với má. Nhưng mà chưa follow. Nhưng mà phải có đơn. Nhưng mà từ nãy giờ bạn phải có đơn nha. Bạn phải có đơn nha, là phần thưởng của bạn sẽ được 2 chai kem dưỡng nách. À, dưỡng nách cho bạn nha. Rồi bây giờ cho tôi lên một cái đơn, một cái điều gì đi. Qua điều liền tay luôn. Cho tôi qua điều gì đi. Rồi nãy giờ lên cho mọi người là tẩy da ngủm rồi nè. Đúng rồi, có luôn là dưỡng. Mấy bà muốn lên cái gì? Bây giờ mấy bà muốn lên dưỡng da, sữa tắm hay là cái gì, mấy bà comment giùm cho tôi đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình muốn lên cái gì lên comment liền tay đi. Có chị Viên VB ở đây hỗ trợ cho mình liền tay luôn. Đúng rồi. Mấy bà chào á, giỡn mấy bà cứ chào là mấy bà cứ chào là chua. Comment hồi nữa chua rùm chua. Chua rùm chua. Đây, bây giờ tôi sẽ lên cho mấy bà trụi. Quá trời luôn. Mấy bà trả lời luôn, mấy bà trả lời giùm cho tôi luôn. Bây giờ chỉ còn chờ chị cười hay là phát chút đơn. Không. Nếu mà vậy kêu chồng chị vô đi cưng. Rồi dưỡng da sữa tắm khổ qua. Ồ, cái em này là đang hot đúng không? Dạ đúng cái rồi. Em này đang hot, chị dạ, có đi dạ, đâu? Quan tâm lắm. Ồ, chị muốn ai cũng ra chị muốn gửi quá. Được luôn chị ơi, đây để em. Đây, sữa tắm Lifebuoy cho mọi nhà. Wow. Thơm nha, thơm. Đây là cái em nè, hiện tại là đang rất là hot. Tại vì cái em này là giảm mùi. Mình chỉ cho mình có gì hỗ trợ giảm mùi rồi. Đó, mấy chị làm kiểu như là hả, mình muốn làm sạch da rồi này kia thì cái em lô hội này thôi mấy chị ha. Là mình tắm rồi này kia cái nọ nó sẽ giảm mùi nha mấy chị ha. Còn mấy chị mà nào mà ngừa thâm thì mấy chị dùng cái em màu hồng này. Cái em màu hồng này ai ông nội nữa. Tiếng đạt bị trục chặt thu trang. Cái em này là gồm có muối hồng và rau má anh chị ha. Cái em muối hồng và rau má này sẽ giúp cho mình hỗ trợ cho mình ngừa thâm. Còn cái em này là Trắng giòn. Cái em này là có là hoa sen với lại họ là tiệm dược. Thảo dược đó chị. Thảo dược đó. Nói chung là mỗi em có một công dụng. Đó, bạn nào mà muốn là sạch mà bả nhờn rồi ghi da kiểu như da dầu kia đó thì mình dùng cái em này là sạch bả nhờn. Đó thì anh lia giùm em là mỗi chai nhẹ nhẹ ha anh ha. Trời ơi đẹp quá. Và hôm nay có quà luôn anh chị mình ơi. Không hôm nay có quà luôn cho chị. Bán cho anh cái chai màu hồng có cái nơ màu trắng đi. Cái chai màu hồng cái màu trắng. Hay quá.
Biết anh này là ai không? Dạ không. Chưa biết, không biết. Dạ đâu ạ? Ai vậy chị? Ờ, đâu? Anh Phú hả? Anh Phú là anh nào vậy? Anh Phú là ai? Anh Phú là yêu cũ đó. Người yêu cũ? Trời ơi! Chết rồi. Thấy sấm chớp đùng đùng nơi đây. Ủa, ba người chơi chung hả? Kịch bản. Anh giống mấy đứa hay mua cái nờ quá ha. Dũng gia thì giờ hỗ trợ giúp em làm cái dòng này đúng nha. Đúng rồi. Đó.